Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa Hằng Ngày cho Thiếu Nhi trong quyển Thế Giới Mới Tuổi Thơ số 72, ngày 16, Lời Thách Đấu. Kinh Thánh Samuel Nhất, đoạn 17, câu 8 đến câu 9. Câu ghi nhớ Samuel Nhất, đoạn 17, câu 8, phần C. Hãy chọn một người trong các ngươi xuống đấu địch cùng ta. Hãy chọn một người trong các ngươi xuống đấu địch cùng ta. Chúng ta đọc Kinh Thánh ở trong Samuel Nhất đoạn 17 câu 8 câu 9 nha. Kinh Thánh Cựu Ước trang 269. Samuel Nhất đoạn 17 câu 8 câu 9. Tiếp theo phần Kinh Thánh chúng ta đã đọc hôm qua. Vậy, hắn đứng ra đứng kêu la cùng đội ngũ Israel rằng: cớ sao các ngươi ra bài trận? Ta há chẳng phải là người Philistin, còn các ngươi là tôi tớ của Saul sao? Hãy chọn một người trong các ngươi xuống đấu địch cùng ta. Nếu khi đấu địch cùng ta, hắn trỗi hơn và giết ta, thì chúng ta sẽ làm tôi các ngươi. Nhưng nếu ta trỗi hơn hắn và ta giết hắn thì các ngươi sẽ làm tôi chúng ta và hầu việc chúng ta. Câu ghi nhớ chúng ta ở trong câu số 8 phần C. Ta tô màu câu ghi nhớ nhé. Hãy chọn một người trong các ngươi xuống đấu địch cùng ta. Chúng ta đọc lại câu ghi nhớ đã được tô màu nhé. Hãy chọn một người trong các ngươi xuống đấu địch cùng ta. Đó là lời thách đấu của Goliath. Trong sách của chúng ta, phần tìm hiểu, những từ sau được lặp lại mấy lần trong phân đoạn Kinh Thánh trên. Hắn à, đây là cái lúc chúng ta dò lại và chúng ta đếm những cái từ được dùng ở trong hai câu Kinh Thánh này coi bao nhiêu lần chữ hắn. Chúng ta xem đây, một chữ hắn. Vậy hắn ra đứng kêu la đội ngũ Israel, cớ sao các ngươi bài trận? Rồi, nếu thi đấu thì cùng ta, hắn trỗi hơn ta là hai thì làm tôi, nhưng nếu ta trỗi hơn hắn là 3 và ta giết hắn là 4. Như vậy là 4 cái từ hắn, 4 lần. Tương tự chúng ta cũng sẽ đếm các từ các ngươi, đấu địch, giết, ta, người, trỗi hơn chúng ta. Các em tự đếm được phải không? Ví dụ như cái từ giết là 2 lần, cái từ chúng ta là 3 lần, cái từ người, cái từ ta là 7 lần. Rồi còn những cái chỗ trống khác thì các em tự đếm và điền vào nhé. Các ngươi là 5 lần, đấu địch là 2 lần, người 1 lần, trỗi hơn 2 lần. Ý vào sức mạnh ông Goliath thách đấu với một người trong đội quân của người Israel. Ông tin mình thắng nên đưa ra yêu cầu là dân tộc của người thua sẽ làm đầy tớ cho dân tộc thắng. Chúng ta thấy ở đây tên khổng lồ Goliath với cái chiều cao rất là cao, cái người vác binh khí của Goliath ở đây ha, chúng ta thấy Goliath cao gấp đôi cái người này. Và ông mặc áo giáp bằng đồng, có cái nón bằng đồng,
cái đôi ủng bằng đồng à, hôm qua chúng ta đã học phòng trang bị từ đầu đến chân à, rồi hôm nay thách đấu với dân Israel. Như vậy thì chúng ta nhận biết là Chúa muốn em có tinh thần cầu tiến. Cầu tiến là sao các em? Có nghĩa là ham học hỏi à, học những cái điều mới, học những cái điều tốt hơn. Và mình à, làm theo những cái điều tốt, những cái điều mới à, để được tiến bộ hơn là cầu tiến. Ham học hỏi, ham học hỏi là mình thích học hỏi những cái điều mới, những điều tốt, chứ không phải tinh thần hiếu chiến. Không phải tinh thần hiếu chiến hay là hiếu thắng. Hiếu chiến, hiếu thắng là lúc nào cũng muốn à, hơn người khác. Muốn hơn người khác à, lúc nào cũng muốn à, thắng người ta, hơn người ta. Và nó như thế nào các em? Ví dụ như các em đi học à, mà các em lần này à, làm bài kiểm tra chỉ có được 8 điểm thôi à, mình về mình xem lại bài kiểm tra và mình thấy rằng ồ mình sai cái này và bị trừ đi 2 điểm à, mình có tinh thần cầu tiến ham học hỏi thì mình nhận ra là tại sao mình bị trừ điểm và lần sau mình học bài, mình học bài kỹ hơn và mình làm bài kỹ hơn, làm bài tốt hơn để mình được 10 điểm. Hoặc là có ai nói một cái điều gì đó mới thì mình hỏi, mình tìm hiểu để cho biết được cái đó một cách rõ ràng à, đó là cầu tiến ham học hỏi. Còn nếu như mà mình cứ so bì với bạn bè à, ví dụ như cái đứa bạn mà mình ghét á, nó 9 điểm mà mình có 8 điểm thôi, mình tức tối, mình tìm đủ mọi cách để mình coi coi là à, cô có chấm bài sai không à, cô có chấm bài mình sai không, bị mình có bị mất điểm không, hay là cô có chấm bài dư điểm cho cái bạn đó không, và mình tìm cách để hạ bạn đó để thắng hơn bạn đó à, như vậy là mình có cái tinh thần hiếu thắng và kiêu ngạo, không có muốn thua người khác là không tốt. Nhưng mà cái tinh thần tốt đó là cầu tiến và ham học hỏi. Thực hành, em đã từng thách đấu với bạn bè về điều gì? À, nhất là những bạn học võ nè, thích đánh nhau nè à, học võ là để tự vệ, để rèn luyện sức khỏe chứ không phải là để đánh nhau à, mình đã từng thách đấu với các bạn về điều gì? À, có phải là đánh nhau về sức mạnh, về những cái điều xấu gì đó không? Nếu có mình ghi ra ở đây. Rồi kết quả như thế nào? Mình ghi ra cái kết quả ở đây, tự các em biết và các em ghi cái của mình nhé. Là con của Chúa, em nên làm gì? Từ chối những lời thách đấu bạo lực, đúng không các em? À, những cái gì mà thách đấu bạo lực thì rất là nguy hiểm, nên từ chối những cái điều đó. Luôn có tinh thần khiêm nhường, ham học hỏi. Điều này đúng luôn. Không tranh hơn thua với bạn bè, với em nhỏ. Điều này đúng luôn. Trong phần gợi ý cầu nguyện, tạ ơn Chúa đã dạy em học khiêm nhường. Ta ghi ra lời cầu nguyện nhé. Xin Chúa giúp con có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi khiêm nhường chứ
không. Hiếu thắng. Luôn muốn hơn người khác. Rồi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nhé. Xin Chúa giúp con có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, khiêm nhường, chứ không hiếu thắng, luôn muốn hơn người khác. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho tất cả chúng ta để chúng ta luôn có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi và khiêm nhường. Chúng ta không có hiếu chiến và luôn muốn hơn người khác. Chúa ban phước cho chúng ta một ngày mới. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo ngày mai nhé.